không có ngọn lửa nào mà lại không sưởi ấm cho những thứ xung quanh mình trước, rồi mới lan truyền cái hơi ấm ra chỗ xa hơn. Không có ngọn lửa nào cả, nó là nguyên tắc. Không có cái loại âm thanh nào mà ở gần lại nghe nhỏ mà ở xa lại nghe to hơn. Không có cái loại từ thiện nào mà lại đi từ thiện ở xa mà cha mẹ mình thì chết đói. Việc đầu tiên mà con người trước khi chết thì việc đầu tiên chúng ta phải làm được cái việc đó là báo hiếu cha mẹ, tức là gọi là trả nợ đấy, hiếu cha mẹ. Và nếu ai mà báo hiếu được cha mẹ xong thì nó rất là thanh thản. Các anh chị em tin tôi đi, nếu như bố mẹ mình ước mơ mà xây được một căn nhà, làm được một cái từ đường, một cái chỗ thờ, mà nếu như mình có điều kiện mình làm xong được cái đấy, mỗi lần về nhìn thấy các cụ vui, nói thật chứ cụ vui 10 có khi, cụ vui 1 có khi mình vui 100 ấy. Không, ít nhất là về không bị cụ chửi. Còn ngày xưa mà tôi chưa làm được, tôi thấy về cứ thỉnh thoảng bố tôi lại kể chuyện: Tuấn ạ, nói chung là con nhà bác ấy giỏi lắm, không hiểu làm gì mà nó xây nhà to lắm, mình ngồi ăn cơm nó ngậm ngùi, nghe chưa. Đấy, từ ngày làm được nhiều việc giờ không thấy kể nữa, thì đâm ra mình cũng thấy vui. Xong bắt đầu lại gì, lại kể chuyện cái thằng đấy làm sao nó ăn được con. Đấy, thì các cụ vui không? Vậy thì báo hiếu cha mẹ, thì trong báo hiếu cha mẹ này thì Tuấn chia làm 4 tầng bậc. 4 tầng bậc. Cái báo hiếu mà gọi thấp nhất ý, mà Tuấn gọi là hiếu. Cái này gọi là hiếu kính. Hiếu kính. Thôi, tóm lại là con chả giúp được cha mẹ, nhưng mà bây giờ nó gọi dạ, bảo vâng, đi thì hỏi mà về thì chào. Đấy, chỉ cần vậy thôi là được rồi. Đầu tiên là cho nên tiên học lễ, hậu học văn. Đầu tiên thôi thì chưa biết là tư tưởng của mày đến đâu, chưa biết mày giúp gì được bố mẹ, nhưng cái lễ nghĩa là ngày giỗ, ngày chạp có mặt, ngày Tết, ngày tư có mặt. Đấy, bố mẹ là nói là gì ạ? Là gọi dạ, bảo vâng, không hỗn hào thì là được rồi. Đấy, chứ còn nếu mà cãi nhem nhẻm là gì? Là hết hiếu kính rồi. Ừ, nói xong chưa xong, cãi xong rồi. Đấy, cái hiếu thứ hai, nói vậy thôi cái hiếu kính thì khó nhá. Cũng khó là bởi vì sao? Nguyên tắc cuộc đời này thì cha mẹ hy sinh mọi thứ để cho con học tập. Thì khi bắt đầu là nó học tập thì bao giờ nó cũng khôn hơn mình. Sau này nó sẽ khôn hơn mình chứ. Nhưng mà khi nó khôn hơn mình thì nó quay lại nó nhìn cha mẹ gì, sao mà ngu thế nhỉ? Nó y như kiểu ngày xưa mình đi học lớp 1 ý, thì thấy cô giáo cộng 2, 2 cộng 3 bằng mấy con, cô dạy mình từ cái đấy mà. Nhưng mà sau này đến khi mà 20 năm quay trở lại nhìn cô giáo vẫn đang dạy 2 cộng 3 bằng mấy. Xong mình bảo sao ngu thế, 2 cộng 3 bằng 5 chứ. Nhưng mà mình mà không có cái ngày cô giáo dạy cho 2 cộng 3 bằng 5 thì làm sao có ngày hôm nay. Không có những giọt mồ hôi của cha mẹ mình mà nuôi mình, tức là nhờ ông bà đi bốc phân, đi làm những cái thứ mà nó ngu si để kiếm được từng đồng một để nuôi mình, thì làm sao mình khôn được. Mà từ ngày khôn giờ hết kính luôn. Mà cái này nó chạy từ tâm thức ra nhá. Nó chạy từ cái cảm bên trong nhá. Rất nhiều anh chị đều biết rằng là làm vậy không có được, nhưng mà từ trong sâu thẳm cái tâm thức ấy, bắt đầu cứ ngồi, một số anh mới hỏi Tuấn là: nhưng mà bố em nói sai thì sao? Tức là khi nào nó bảo nếu bố em nói sai thì em còn cãi bố em, thì nó chết ở tâm thức. Và thằng nào thuyết phục nó làm vậy? Thằng Tuệ. Nó bảo ông ấy làm vậy ngu mà, anh nhắc ông vậy là đúng rồi, có phải không? Nó sẽ tìm cách nó thuyết phục mình là ông coi thường bố mẹ ông như vậy là đúng, vì trình độ của ông bà ấy gì, thấp. Cái này là bị dính này. Rất nhiều đứa con thành đạt nhưng bị chết chỗ này. Và từ ngày thành đạt xong một cái, không về uống nổi với bố một ấm trà.
Vì cứ ngồi là tranh luận hơn thua. Vậy thì việc đầu tiên là hiếu, hiếu kính. Ông ấy có sai ông nạp bố mình, đúng không? Ông ấy mà có sai mà ông đòi làm một việc sai mà tốn tiền thì có đồng ý không ạ? Trong khả năng là chơi luôn, đúng không? Vì ngày xưa ông sẵn sàng bỏ tiền cho mình sai để bây giờ mình đúng. Thế bây giờ có tí tiền thì bơm ra để cho ông ấy chấp nhận, để cho ông tập gì? Tập sai rồi để gì? Để đúng. Vậy thì chúng ta mới gọi là dìu nhau đi trên đường đời chứ. Thằng kia nó cứ bỏ tiền cho mình sai để đúng, còn mình là đúng ông với bơm. Có phải con người bị cái đấy không? À, có phải con vợ nó ở nhà nó hầu hạ cơm nước cho gần chết, để thằng chồng thì cũng sai bao nhiêu lần, phá sản lặn ngụp lên xuống, xong bắt đầu với đúng. Từ ngày đúng giờ là bắt vợ phải đúng luôn, không được sai. Bắt đầu nó mới sinh ra mâu thuẫn chứ. Đấy, các ngài dùng như vậy, bản năng của con người nó bị cái đó. Vậy thì chúng ta phải hiểu bản chất là con người nó đang diễn biến trong cái tâm thức nó bị như vậy. Vậy thì việc đầu tiên thôi hiếu kính. Mà hiếu kính này có cần tiền không các ngài? Không. Không đồng, không hào, không xu. Mà trời ơi sao nó khó làm vậy? Vì tâm gì ạ? Ngạo mạn. Càng giỏi càng bị dính cái này. Càng giỏi càng bị dính cái này. Thôi thì tại sao ông bố nông dân ấy, thì thường bố mình lại hay chơi thân với ông anh rể nông dân? Vì nó làm sao ạ? Cùng tầng, và thằng rể nó nhìn thấy bố mình, trời ơi bố là một biển tri thức. Thế mà thằng con trai về mà giỏi không cẩn thận, coi bố với anh rể như hai nằng cái loại động vật khác biệt ấy. Thì từ đấy nó mới sinh ra mâu thuẫn. Có đúng không các ngài? Cho nên càng giỏi càng bị mắc căn bệnh này, mà tôi gọi là sở chi chướng. Tức là càng biết nhiều tri thức mà không biết ứng dụng thì nó lại là chướng ngại cho cuộc đời này. Nó khó nhá. Càng biết nhiều có khi lại là một chướng ngại. Có phải ngày xưa chúng ta bắt đầu khởi nghiệp chả biết cái gì? Có biết gì đâu. Khởi nghiệp mà mầm ấy. Nhưng có phải rất nhiều ông học hành bài bản kinh tế nọ, kinh tế kia, thạc sĩ, tiến sĩ, học xong hết khởi nghiệp luôn? Vì sợ. Không? Đấy. Thế thì cái này hiếu kính. Nếu mà làm được cái hiếu kính rồi thì sang cái hiếu thứ hai là hiếu, hiếu thuận. Hiếu thuận. Vậy bây giờ nếu cha mẹ mà làm sai mà ông bà thích làm việc đó, nhưng mà tiền của ông bà thì không phải tiền của mình, mình có đồng ý không? Đúng rồi. Thế nhưng mà nhiều ông về gì góp ý mổ xẻ lên xuống. Thế ông bố hỏi tiền của mày hay tiền của tao? Thằng con bảo tiền của bố, nhưng mà tiêu này vẫn ngu. Tiền của ông ấy được tập sai cơ mà. Tao đến lúc tao kết thúc tao đi bằng tay trắng cũng được cơ mà. Thế thì con người ta nó khác biệt thế này này. Cả nhà hình dung thế này. Đây là chính là đồ thị của cuộc đời. Nó đi đúng như thế này. Từ không này cho đến 40 tuổi là đến đây là cụ tích lũy được gì ạ? Tích lũy tiền. Gớm. Mẹ cắm mặt cắm mũi. Xong đến đây là thường sau 40 tuổi là gì ạ? Tiêu để trải nghiệm. Các ngài tin em đi, lộ trình nó vậy. Còn thằng nào mà ngoài 40 tuổi vẫn tiếp tục đi lên trên này thì bỗng vào một ngày đẹp trời chết đến khực phát, nước mắt rỉ ra, chưa kịp chơi gì, số đen. Và làm sao khi bắt đầu sinh ra là không, chết đi sấp xỉ không. Không thì con cái nó chửi cho, sấp xỉ để còn lại cho nó tí, ít nhất nửa cái sổ đỏ. Đấy, thì nó nhẹ gánh. Còn cả cuộc đời mà nó cứ tích lũy, tích lũy. Có 20 tỷ, muốn 40 tỷ, 40 tỷ, muốn 80 tỷ, 80 tỷ, muốn có 200 tỷ. Nó cứ đi như thế này. Đây là lý do mà tôi hỏi, hỏi thật là cái người giàu có hạnh phúc hơn cái người trung lưu không? Thì sau khi người ta đo các cái số, chỉ số đo nhá, thì giới trung lưu hạnh phúc hơn giới thượng lưu. Thằng thượng lưu là chúng ta đang bàn về tiền đấy nhá. Cho nên cứ tích lũy, tích lũy, tích lũy. Cho nên người có 100 cái nhà thì ở cái thôi mà.
Mà người có hai cái nhà người ta ở cái thôi, nhưng mà người ta bằng lòng với cái việc có một cái nhà cho thuê để lấy cái nguồn thu nhập thụ động, với lại có một cái nhà để ở. Ui họ hạnh phúc lắm, họ làm cái gì không áp lực, thích thì nghỉ đi du lịch. Còn mình là gì ạ? Nếu mà tham là nó cứ gì, nói chung là em không đi được. Em đi một ngày công ty chết. Đấy, thế thì là mọi người bị dính cái đó, cho nên cuộc đời nó khổ. Đấy. Vậy thì chúng ta sẵn sàng cho gì, đồng ý với cha mẹ những thứ mà gì, nếu cái việc này mà nó không cháy nhà chết người, mà sai mà học được một bài học, có cho đồng ý không ạ? Có đồng ý. Tôi nhớ là bố mẹ tôi học được mấy bài học nhá. Đầu tiên là chơi hụi những năm 90, thì có mảnh đất rộng lắm, 1000 mét vuông, sau cái vụ chơi hụi bán 500 mét, vẫn sống vui vẻ mà. Chưa xong, học tiếp bài học thứ hai, chơi đề, đi nốt 500 mét thứ hai. Mà tôi nhớ ngày đấy là mình đang học đại học mà không có điện thoại đâu. Thế là tôi xuống xe ô tô bến xe khách ấy, thì tôi mới xách cái vali vào nhà. Thì vào nhà thế nào nhìn nhà mình toàn người lạ hoắc thế. Thế vào nơi chủ nhà mới ấy, chú bảo nhà cháu chuyển lên trên đê kia rồi. Thật đê thật luôn. Cháu cứ đi thẳng đấy, cái nhà gần nhà ông nọ nhà ông kia ấy. Mà tôi vào thấy bố tôi mua một cái nhà mà nó là kiểu là ba gian, nhưng kiểu giống như túp lều xây bi ngày xưa ấy, ở trên đê ấy. Mình vào mình rớm nước mắt. Nhưng mà lại phải vui vẻ sống, vì sau cái vụ đấy được nhiều bài học lắm. Sau này thằng nào rủ chơi đề, không, tha cho tao. Bây giờ bóng đá cũng được, không dám chơi. Như vậy được gì? Được bài học, chỉ có điều học phí nó hơi lớn đấy. Mà cuối cùng có chết đâu. Đấy. Xong sau này tôi lại xây cho cái nhà to. Lại xây cái nhà to. Ông bảo nhiều khi số tao vậy mà cũng đỏ. Vậy cho nên là đừng oán trách. Miễn là họ không làm cháy nhà, chết người, làm những thứ phi đạo đức, ăn cắp ăn trộm, thế còn để mà mất tiền của cha mẹ để học những bài học, làm đi. Ví dụ như bố mẹ tôi xây cái nhà rất là đẹp, tự nhiên thấy nhà người ta là ngoài là có cửa gỗ mà trong là cửa kính. Thế nhưng mà cái phòng khách nó hẹp thì làm sao mà mở cửa kính ra được. Thế là gọi mấy thằng kính đến, thì ông hỏi tôi là Tuấn ơi, có nên làm cửa kính không? Tôi bảo tùy bố, nếu bố thích thì chơi thôi. Thế ông gọi mấy thằng cửa kính nên ông làm ngay cái cửa lùa như kiểu ngày xưa ấy, lùa sang hai bên mà cái nhà nó đang đẹp tân cổ điển vậy. Ông làm ngay cái kính kéo lùa giống như cái chuồng lợn ngày xưa ấy. Xong về tôi bảo, ông hỏi Đường Tuấn, quá đẹp tiện lợi, hãy đỡ tốn sức. Xong bắt đầu hội bạn nó đến chơi nghe chưa, nó chê. Nãy ngồi tôi gọi tôi bàn tiếp, Tuấn ơi có khả năng phải bỏ đi. Chồng mọi người đến chê lắm. Mình bảo thế lại bỏ thôi. Ông bảo thế mày không nói gì à? Vấn đề là tiền thôi. Mà tâm của mình chấp nhận là gì? Mất trước được, mất trước khi làm cơ mà. Thế thì cái vấn đề là tiền thôi mà. Thế thì mất tiền là gì? Là không phải là vấn đề. Nếu như còn tiền để mất, có đúng không? Chả vấn đề gì. Có nghèo được đi đâu mà. Rồi cũng ăn bằng đấy bữa cơm cơ mà, sợ gì. Cho nên là sống nó thoải mái lên. Đấy, cái này gọi là hiếu thuận. Khó phết. Còn hiếu thuận vẫn là tiền của ai? Vẫn tiền bố mẹ nha. Còn tiền của mình nó lại khác nha. Tiền của mình nó lại khôn hẳn lên. Cái thứ ba là hiếu gì ạ? Hiếu thảo. À, bắt đầu có tiền gì, bơm cho bố mẹ. Bơm cho bố mẹ. À, bơm đấy, chính thức trả nợ đấy. Đoạn này là cần gì? Cần tiền đấy. Hiếu thảo. Nhưng mà hiếu thảo mà không có hiếu thuận là không được. Tức là cho tiền ông bà nhưng mà bắt ông bà tiêu theo kiểu gì ạ? Tiêu theo kiểu của mình thì mới khôn nạn gì. Còn chỉ biếu ông bà tiền nhưng với điều kiện phải mua mặc cái áo này, còn mua cái áo khác không cho nữa. Bà bảo không, tao chỉ thích cái áo này thôi, vậy thì không cho nữa. Như vậy là có hiếu thảo nhưng gì? Không hiếu thuận.
cho hiếu kính hiếu thuận nó vẫn nằn nền. Nhưng mà cho được cái áo nhưng mà nói năng mất dạy thì mất hiếu kính. Của cho không bằng gì? Cách cho. Khó không ạ? Nói vậy thôi mà không chánh niệm là không làm được đâu nhá. Không làm được đâu. Đấy. Và hiếu thảo thì cần tiền. Và hiếu thảo là cho, tức là để cho ông bà làm việc mà ông bà muốn, nhưng tiền của ai ạ? Tiền của mình. Đoạn này vẫn còn dễ. Nhưng mà bây giờ đến cái phần hiếu nghĩa, khó hơn. Bơm tiền cho ông bà, nhưng ông bà lại cứ bơm tiền cho thằng khác. Vậy tiền nó là vật chất, tiêu xong nó là niềm vui và an yên. Vậy nếu như thằng út nó nghèo mà thằng cả nó giàu, ông bà xin tiền thằng cả cho thằng út, mặc dù ông bà không được cái gì về mặt tiền, nhưng ông bà được cái gì ạ? Niềm vui và bình yên. Vậy mình muốn cho tiền hay cho niềm vui? Cho niềm vui chứ. Nhưng mà mình lại cứ chấp vào tiền. Con vừa đưa cho ông bà 5 triệu hôm qua, đã đưa cho thằng kia rồi mà nó chả làm ăn gì. Đấy, có phải không? Xong đưa tiền cho ông bà thì ông bà lại đưa đi làm từ thiện. Đưa tiền cho ông bà lại đưa vào xây từ đường. Mà mặc dù có nhiều bác ấy giàu, bác còn không bỏ tiền ra, mình ông bà xung phong, xong về bảo Tuấn bỏ tiền vào. Có thấy nhiều trường hợp như vậy không? Mà nó cay chứ. Nó cay. Và nếu không tỉnh được cái chuyện hiếu nghĩa này, nó cay lắm. Nhưng bản chất mình bỏ tiền để mua cái gì cho ông bà? Mua niềm vui và sự bình yên. Bắt đầu đi họp tổ làm sao? Lên hẳn mâm trên ngồi. Từ ngày cống hiến vào từ đường giờ đi họp nó khác hẳn. Có phải mà cái đấy là thứ mà niềm vui mà các cụ rất cần không? Hay là các cụ hay đi chùa, nhiều khi xin đứa con nó giàu 5 triệu để cúng lên chùa, thì lần sau vào chùa gặp sư trụ trì nó cũng gì? Cũng oách chứ. Vậy là mình mua cái gì? Mua độ oách cho cụ. Có phải không? Nhưng mà mình nhìn với góc nhìn hạn hẹp của vật chất thì mình bảo sao? Sao ngu vậy? Vứt đứa tiền rồi lại đưa cho thằng kia rồi. Tao ngu đâu, tao mua sự bình yên với niềm vui chứ. Hay nhỉ? Chỉ có điều nó hơi đắt bằng tiền của mày thôi. Thì cái này gọi là hiếu nghĩa. Nhưng mà hỏi các cụ lấy con của con giàu cho con nghèo thì đúng quy luật hay sai quy luật? Đúng quy luật. Tôi hỏi nếu trong 4 cái chân bàn mà 3 cái chân nó cao, 1 cái chân nó ngắn, mình lấy gỗ mình kê vào chân ngắn hay chân cao? Ngắn chứ. Một là lấy gỗ kê vào chân ngắn, hai là cưa 3 cái chân cao đi cho nó bằng nhau chứ. Thì cho cái bàn nó vững chứ. Thì các cụ cũng vậy thôi. Đến mình có con sau này cũng vậy thôi mà. Cũng bao giờ cũng khuôn của thằng giàu gì, bơm cho thằng nghèo xong giấu giấu đút đút, đừng nói gì với anh mày nhá. Có phải không? Đấy. Đến bà ngoại mà đẻ ra mẹ tôi ấy, cụ 96 tuổi. Trước khi đi, cụ thì 96 mà mẹ tôi thì là 77, 73. Ai này, mẹ gọi con gái ra thủ thỉ nặn đây này: thằng con ít tiền, cầm này đừng nói với con Thành nhá. Ở với dì mà, nhà đẻ 3 con gái à, thì ở với dì thứ hai. Xong rồi có tí tiền tuất của ông cụ hy sinh giữ ở đây. Tao dành được ít tiền, cầm lấy nhá, đừng nói gì với con Thành. Đấy, cái tâm lý của ông bố bà mẹ là như vậy. Thế thì ở đây mình phải gì? Hiểu. Và cái hiếu nghĩa này khó không? Cái này cần gì? Cái này cần nhiều tiền phết đấy. Nếu mà thoải mái cho các cụ mà để mua đồ hay với đồ ăn yên thì tốn lắm ông ơi. Vậy có cần tiền không? Có. Nó không phải là tư tưởng,
nhưng nó là phương tiện. Bởi vì nếu mà nghèo thôi, ngoan thôi, hiếu kính, có đúng không nhỉ? Đấy. Còn nếu mà nghèo nữa mà đi họp thì tốt nhất là gật thôi, hiếu thuận mà. Còn gì, nếu mà có tí tiền thì bắt đầu với gì, sang hiếu thảo. Mà có tí tiền với sang hiếu nghĩa. Nhưng mà nó rất hay, hai cái ông này là không cần tiền nhưng nó nằm móng, nó nằm móng. Còn cái này nó chỉ là gì ạ, hình tướng bên ngoài thôi, nhưng cái này nó nằm móng. Bởi vì chết cái móng là chết hết. Tức là anh cho tiền bố mẹ nhưng mà anh không có hiếu kính, không có hiếu thuận là chết, là các cụ không đấy nữa. Đấy, nó hay lắm. Cho nên để chúng ta hiểu, vậy thì mọi người cho rằng trước lúc chúng ta chết có nên làm việc này với cha mẹ không? Rất nhiều người đi làm từ thiện khắp nơi nhưng không làm việc này. Không làm việc này, không làm việc này. Mà Phật sống đầu tiên chính là gì ạ? Cha mẹ cơ mà, đúng không? Đấy, chính là cha mẹ mình. Mà cứ đi làm lung tung cả, mà cuối cùng cái chính cái việc mà cần nhất phải làm, không có ngọn lửa nào mà lại không sưởi ấm cho những thứ xung quanh mình trước, rồi mới lan truyền cái hơi ấm ra chỗ xa hơn. Không có ngọn lửa nào cả, nó là nguyên tắc. Không có cái loại âm thanh nào mà ở gần lại nghe nhỏ, mà ở xa lại nghe to hơn. Không có cái loại từ thiện nào mà lại đi từ thiện ở xa, mà cha mẹ mình thì chết đói, mà nghèo khổ. Thế để cho mọi người hình dung ra như vậy, là không là chúng ta bị bơ bải. Thế mọi người bảo là vậy thì thấy mọi người ở xa họ khó khăn thì mình không giúp à? Nếu như ai cũng có ý thức giúp những người ngay gần mình thì đâu có phải đi giúp xa, đúng không ạ? Ai cũng lo cho gia đình nhà mình hạnh phúc, làm cho chính mình hạnh phúc, lo cho vợ con mình hạnh phúc, lo cho bố mẹ hạnh phúc, lo cho hàng xóm hạnh phúc. Nếu ai cũng có cái khát vọng đấy thì đâu có phải giúp xa. Nhiều khi là mình cứ bao đồng đấy. Cho nên nhiều đứa nó bảo em thấy một đứa ngu lắm em không dạy thì em cảm thấy là nó lòng mình nó không an yên. Mà vậy mai mày gom hết chó mà mày dạy để cho mày an yên hẳn đi. Vậy thì cái danh phận nào họ ở đâu thì hãy gì, để họ nguyên ở đấy. Và khi nào họ muốn thay đổi thì ta phải giúp chứ, chứ không phải gặp ai cũng giúp. Đấy. Nếu mà gặp ai cũng giúp thì tốt nhất là như Đức Phật ngày xưa gom hết cả chó vào dạy chứ. Dạy mỗi người làm sao được, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta hiểu, không để bao đồng. Rồi. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn, hotline 1800 577722, nhánh số 5.